Chương 26 Bài thi thứ hai Harmony tức giận nói Vậy mà bố nói bố đã tìm ra manh mối trong cái trứng đó Harry gắt Làm ơn nói nhỏ nhỏ thôi Mình chỉ cần đại khái do trúng đài là được rồi chứ gì Harry, Ron và Harmony đang ngồi chung một cái bàn nằm riêng ở tận cuối cùng lớp học bùa chú Hôm nay tụi nó được giao bài tập thực hành bài phản bùa triệu tập Bài bùa tống xuất để tránh những tai nạn bày bạ tiềm tàng trong những vật thể cứ bay ngang xẹt dọc khắp phòng học, giáo sư Flickwick đã phát cho mỗi học sinh một cái gối để thực tập, dựa trên lý thuyết là những cái gối đó sẽ không làm ai bị thương hết nếu rủi mà chúng bay trượt mục tiêu. Đó là một lý thuyết tốt đẹp, nhưng thực tế ứng dụng thì không hoàn toàn hay ho lắm. Mục tiêu của Neville luôn trượt giục một cách thảm hại và nó cứ vô tình mà tống suốt những vật thể nặng ký hơn nhiều. Thí dụ như giáo sư Flickwick chẳng hạn, bị nó tống bay dớ véo ngang qua phòng. Lúc giáo sư Flickwick bay một cách cam chịu ngang qua chỗ Harry, Ron và Harmony và đáp xuống một đầu tủ lớn, Harry rít lên bên tai Harmony. Làm ơn quên cái trứng đi chừng một phút được không? Mình sắp kể cho mấy bồ nghe về thầy Snap và thầy Moody đây. Cái lớp học này là nơi lý tưởng để bàn chuyện riêng tư, bởi vì ai cũng quá hào hứng tống suất các vật bay lung tung nên chẳng bận tâm gì đến tụi Harry, Ron và Hermione hết. Harry bèn rù ra rù ri, kể lại cuộc phiêu lưu của nó vào đêm hôm trước trong suốt nửa giờ sau cùng của buổi học. Ron quơ cây đũa phép lên, tống bay một cái gối với sự khoái chí vô cùng, khiến mắt nó sáng cả lên. Cái gối lao vút vào không trung và tống rớt cái nón của Parvati. Ron nói, Thầy Snap nói là thầy Moody cũng lục soát văn phòng của ổng nữa hả? Bộ nghĩ coi có phải thầy Moody đến đây là để canh chừng thầy Snap cho ông Kakarov không? Mình không biết đó có phải là công việc mà cụ Dumbledore giao cho thầy Moody làm hay không, nhưng chắc chắn là thầy hiện đang làm công việc đó. Chẳng chú tâm lắm đến việc thực tập bùa chú, Harry quơ đại cái đũa phép khiến cái gối của nó chỉ biểu diễn được một màn đại khái là rất bịch khỏi cái bàn. Harry nói tiếp, Thầy Moody nói là sở dĩ cụ Dumbledore còn để cho thầy Snap ở lại trường là bởi vì cụ đang cho thầy ấy một cơ hội thứ hai hay đại khái như vậy. Cái gì? Mắt Ron trợn mở lên khi cái gối kế tiếp của nó xoay tít trên không trung chọi trúng chùm đèn treo, nảy bật ra và nặng nề rớt xuống bàn của giáo sư Flitwick. Ron nói, Harry à, hổng chừng thầy Moody cho là thầy Snap bỏ tên bồn vô cái cốc lửa đó. Harmony lắc đầu một cách ngời vực. Ôi Ron ơi, trước đây có lần tụi mình cứ tưởng thầy Snap muốn giết Harry, nhưng mà quá ra là thầy tìm cách cứu mạng Harry, bồ còn nhớ không? Cô bé tống xuất một cái gối khiến nó bay bèo ngang qua phòng và rớt xuống, đúng vô cái hộp được coi là bãi đáp của tất cả những cái gối. Harry nhìn Harmony suy nghĩ, đúng là thầy Snap đã từng cứu mạng nó một lần, nhưng chuyện kỳ quái ở chỗ thầy Snap thì dứt khoát là căm ghét nó, như thầy đã từng cam ghét ba nó vào thời họ cùng là học sinh ở trường Hogwarts. Thầy Snap rất khoái trừ điểm của Harry và chắc chắn là không bỏ lỡ cơ hội nào để trừng phạt nó, thậm chí còn đề nghị đuổi học Harry nữa. Harmony tiếp tục nói, Mình không bận tâm điều thầy Moody nói, cụ Dumbledore đâu có ngu, cụ rất sáng suốt mà tin kể bắt Harry và thầy Lupin, mặc dù cả đống người khác không đời nào giao công việc cho hai người đó. Vậy thì làm sao cụ Dumbledore lại sai lầm được trong việc tin dùng thầy Snap, mặc dù thầy Snap có hơi ác độc? Ron tiếp ngay. Thử nghĩ coi Harmony, vậy thì tại sao tất cả những người săn lùng phù thủy hắc ám đều lục soát văn phòng thầy Snap chứ? Harmony không thèm lý tới Ron, vẫn tiếp tục suy luận. Tại sao ông Crouch lại giả đò bệnh? Chuyện này thiệt tình là khôi hài đúng không? ổng không thể sắp xếp để đến dự dạ vũ mà khi ổng muốn thì ổng lại có thể đến đây vào lúc nửa đêm ron tống xuất một cái gối khác bay vào tới cửa sổ nói chẳng qua bồ không ưa ông cross vì chuyện con gia tinh Winky ấy thôi harmony tống xuất cái gối của cô bé bay hết sức gọn vô cái hộp còn bồ thì chỉ muốn nghĩ là thầy snap nhất định phải có mắt mối gì đó mình thì muốn biết thầy snap đã làm gì với cơ hội đầu tiên nếu nói là hiện nay thầy được cho cơ hội thứ hai Harry rầu rĩ nói, và cái gối của nó bay thẳng một mạch ngang qua căn phòng và gọn gàng đáp xuống đúng chốc ngay bình trên cái gối của Hermione, khiến Harry cũng phải kinh ngạc. Dân lời chú Sirius dặn dò là kể cho chú biết mọi chuyện bất thường xảy ra ở trường Hogwarts. Harry đã gửi ngay đêm đó cho chú một lá thư bằng con cú nâu của trường, kể lại tất cả. Từ chuyện ông Crouch đột nhập văn phòng thầy Snap đến cuộc cãi giả giữa thầy Snap và thầy Moody sau đó Harry chuyển hướng chú ý của nó vào vấn đề khẩn thiết nhất mà nó đang phải đối phó. Làm sao sống sót dưới nước sau một giờ vào ngày 24 tháng 2 sắp tới? Ron rất khoái cái ý tưởng dùng lại bùa triệu tập bởi vì Harry đã giải thích cho nó biết về bộ đồ lặn của dân Mơ nên Ron không hiểu tại sao mà Harry lại không triệu tập phức một bộ từ cửa hàng Mơ gần đây nhất cho rồi. Harmony gạt bỏ ngay kế hoạch này khi chỉ rõ rằng trong trường hợp Harry không thể xoay sở học được cách xài bộ đồ lặn trong thời hạn một giờ được quy định đó, thì chắc chắn nó sẽ bị loại khỏi cuộc thi vì vi phạm quy ước quốc tế về bí mật phù thủy. Bởi vì rất ít hy vọng là không bị một mơ cô nào nhìn thấy một bộ đồ bơi bay dèo dèo ngang qua đồng quê để đến trường Hogwarts. Cô bé nói, dĩ nhiên giải pháp lý tưởng nhất cho bồ là biến hình thành một chiếc tàu ngầm hay cái gì đó tương tự. Giá mà tụi mình đã học qua môn biến hình người, nhưng mà môn đó tới năm thứ sáu tụi mình mới được học và nếu học không tới nơi tới chốn để lại bị tổ quả nhập ma thì thiệt là khủng khiếp. Harry nói, Ừ, mình cũng không khoái cái trò đi loanh quanh với cái ống kính tìm giọng lòi ra trên đầu mình đâu. Nếu có thầy Moody ở trước mặt thì chắc là mình luôn luôn có thể tấn công ai đó. Thầy có thể làm giúp mình. Harmony nghiêm trang nói, nhưng mình không nghĩ là thầy sẽ để cho bồ được chọn, muốn biến thành cái gì thì biến đâu. Không, mình thấy tốt nhất cho bồ là xài một thứ bùa gì đó. Harry nghĩ vậy là lại sắp phải đọc sách ở thư viện đủ cho cả đời nó luôn. Lại phải vùi đầu vô đống sách bụi bặm tìm kiếm một câu thần chú nào đó khả dĩ làm cho một con người có thể sống dưới nước mà không cần oxy. Nhưng mặc dù nó, Ron và Harmony đã sụp sạo nghiên cứu suốt các giờ nghỉ ăn trưa, các buổi tối và các ngày cuối tuần Mặc dù Harry đã hỏi xin giáo sư McGonagall một giấy phép đặc biệt để tham khảo sách trong khu vực giới hạn, và thậm chí đã nhờ cả sự giúp đỡ của bà quản thủ thư viện cấu kỉnh trông như con kình kình là bà Binns, tụi nó vẫn không tìm ra cái gì có thể giúp cho Harry sau một tiếng đồng hồ ở dưới nước mà còn sống để bao qua chích chòe. Những cơn chấn động kinh quản giờ đây lại bắt đầu làm Harry khốn khổ và nó thấy hết sức khó tập trung vô những bài học cái hồ mà hồi nào giờ đối với Harry chẳng qua là một nét đặc sắc khác của sân trường, bây giờ lại cứ thu hút tầm mắt nó mỗi khi nó lại gần cửa sổ lớp học. Cái khối nước lạnh lẽo màu xám chì với đáy nước tối tăm lạnh giá ấy bắt đầu có vẻ xa vời vợi như là mặt trăng. Cũng giống như trước đây khi nó phải đương đầu với con rồng đuôi gai, thời gian bỗng nhiên trôi qua dùng dục như thể có ai dặn kim đồng hồ cho nó chạy siêu nhanh chỉ còn một tuần lễ nữa là đến ngày 24 tháng 2, kể như cũng còn thời gian. Chỉ còn 5 ngày nữa, nó phải tìm ra biện pháp gì đó ngay thôi. Chỉ còn 3 ngày nữa, làm ơn hãy làm ơn cho tôi tìm ra cách gì đi mà. Khi chỉ còn 2 ngày nữa, Harry lại bắt đầu nuốt đồ ăn không trôi. Điều tốt lành duy nhất trong bữa đêm tâm hôm thứ hai là con cú nâu mà Harry đã gửi đến chú Sirius vừa trở về. Harry rút miếng giấy da buộc ở chân con cú mở ra và đọc thấy lá thư ngắn nhất mà chú Sirius từng viết cho nó. Gửi lại cú cho biết ngày giờ của cuộc đi chơi cuối tuần lần tới ở làng Hogsmeade. Harry lật lại tấm giấy da và nhìn vào mặt sau tờ giấy, hy vọng đọc thấy điều gì khác nữa, nhưng chẳng có gì cả. Harmony đọc bức thư qua vai của Harry, cô bé nói nhỏ. Cuối tuần tới nữa, đây, lấy cây viết của mình mày biết rồi gửi lại cú cho chú ấy ngay harry ghi ngày vào mặt sau của tờ giấy da mà chú sirius đã gửi cột lá thư trở vô chân của con cú nâu và nhìn theo nó cất cánh bay đi một lần nữa harry đã trông chờ điều gì từ lá thư lời khuyên về cách thức sống sót dưới nước ư nó đã quá hăm hở kể cho chú sirius chuyện thầy snap cho thầy moody đến nỗi nó hoàn toàn quên bén chuyện đầu mối trong cây trứng ron hỏi Chú Sirius muốn biết về ngày giờ cuối tuần đi Hogsmeade để làm gì? Harry lơ đảng đáp, không biết. Niềm hạnh phúc chốc lát đã bừng lên trong lòng nó khi nhìn thấy bóng dáng con cú trở về, giờ nay đã tắt liệm. Thôi đi, tới giờ học chăm sóc sinh vật huyền bí rồi. Harry không biết là do lão Harry muốn cho qua dù mấy con quái tôm hay bởi vì bây giờ chỉ còn lại có mỗi hai con mà thôi. Hay cũng bởi vì lão muốn chứng tỏ lão cũng có thể làm bất cứ điều gì mà giáo sư Kruppi Blank đã làm. Mà từ khi trở lên lớp dạy lại, lão Harris đã chỉ tiếp tục bài giảng về bạch kỳ mã. Qua ra, lão Harris am hiểu về bạch kỳ mã, không kém gì về lũ quái vật. Mặc dù rõ ràng là lão vẫn cho rằng, việc bọn bạch kỳ mã không có răng nanh, nọc độc là một điều đáng thất vọng hết sức. Hôm nay, lão xoay sở cách nào đó mà bắt được hai con bạch kỳ mã con về không giống như Bạch Kỳ Mã đã trưởng thành, Bạch Kỳ Mã con chỉ tuyền bằng vàng rồng. Bạch Lottie và Lavender vui thích vô cùng khi nhìn thấy chúng, và ngay cả Pansy Parkinson cũng phải khó khăn lắm mới giấu diếm nổi niềm ái mộ chúng. Lão Harris nói với cả lớp, Dễ thấy hơn những con lớn, chúng đổi thành màu bạc khi được khoảng 2 năm tuổi, và khi lớn tới 4 tuổi thì mọc sừng, khi nào hoàn toàn trưởng thành thì chúng mới có lớp lông trắng tuyền, lúc đó chúng khoảng 7 tuổi khi còn nhỏ thì chúng hơi cả tin không ngại ngùng bọn con trai lắm thử đi các trò có thể đến gần một chút có thể dỗ về chúng nếu các trò muốn cho chúng mấy cục đường phèn này khi hầu hết những đứa học trò khác đã bu quanh hai con bạch kỳ mã con lão harry hơi tách ra một bên hỏi nhỏ harry con có khỏe không harry harry đáp dạ khỏe lão harry hỏi tiếp hơi căng thẳng hen harry nói cũng hơi hơi ạ à. Lão Harry vỗ bàn tay bự chản của lão lên vai Harry. Đầu gối của Harry xích sụm xuống dưới sức nặng của bàn tay đó. Lão Harry nói. Harry à, bác cũng đã lo lắng hết sức trước khi xem con đấu với con đuôi gai. Nhưng mà bác biết con có thể làm bất cứ điều gì một khi con đã đặt hết tâm trí vào đó. Bác không còn lo lắng gì nữa hết. Con sẽ làm tốt thôi. Con đã đoán ra manh mối trong cây trứng rồi chứ. Harry gật đầu. Nhưng mặc dù làm vậy, trong lòng nó vẫn có một sự thôi thúc điên cuồng nó chỉ muốn thú nhận rằng đầu óc nó vẫn chưa bật ra một sáng kiến nào khả dĩ giúp nó sống sót được dưới nước trong một tiếng đồng hồ nó ngước nhìn lão harris có thể lão harris từng phải xuống hồ vài lần để đối phó với mấy sinh vật dưới đó nói cho cùng thì chính lão harris là người trông nom tất cả mọi thứ trong sân trường mà lão harris lại vội vai harry khiến nó có cảm tưởng như nó đã lún xuống mặt đất mềm thêm vài phân lão lầu bầu con sẽ thắng mà bác biết chứ bác có linh cảm thế mà con sẽ chiến thắng harry harry không đủ can đảm xóa đi nụ cười tin cậy và hạnh phúc trên gương mặt của lão harry nó cố nặng ra một nụ cười để đáp lại rồi giả bộ như cũng khoái mấy con bạch kỳ mã con nó chạy tới vứt vai chúng như những đứa học trò khác vào buổi tối trước khi thực hiện bài thi thứ hai harry cảm thấy như thể nó bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng nó hoàn toàn hiểu rằng dù bằng phép màu nào mà nó xoay được một câu thần chú thích hợp thì chuyện luyện bùa đắc đạo nội trong một đêm vẫn là chuyện khó trần ai. Làm sao mà nó lại để cho đến nông nỗi này chứ? Tại sao nó không chịu tìm cách giải quyết câu đố trong cái trứng sớm hơn chứ? Tại sao nó cứ để đầu óc lang thang trong giờ học? Biết đâu có một giáo viên đã từng có lần nói đến cách thở dưới nước mà nó lại lơ đảng bỏ sót. Lúc Harry còn ngồi với Ron và Hermione trong thư viện thì mặt trời đang lặn xuống bên ngoài. Tụi nó sốt ruột lật hết trang bùa chú này đến trang bùa chú khác. Những đống sách khổng lồ chất trên bàn cao ngập đầu ngập cổ, chè đứa này, khuất đứa kia. Cứ mỗi lần thấy chữ nước trên trang nào đó là tim Harry lại nhảy thoát lên. Nhưng thường thì chẳng được tích sự gì ngoài những thứ đại loại như lấy hài xỉ nước, nửa cân lá ngải độc sắc nhỏ, một con sa dông. Từ phía bên kia cái bàn giọng rôn vang lên thẳng thừng. Mình thấy chẳng thể làm gì được đâu, chẳng có gì cả, chẳng có gì hết. Cái có triển vọng nhất là bùa khô, làm cạn được nước ao nước dũng, nhưng chẳng thể kiếm đâu cho đủ sức mạnh để làm cạn cả cái hồ đó. Harmony vừa kéo một ngọn nến đến gần mình hơn, vừa lẩm bẩm. Phải có cách gì chứ, người ta đâu có đưa ra một cái đề thi không có đáp án được. Hai mắt của cô bé đã mệt mỏi tới mức cô bé dí mũi cách trang giấy chi dài phân, chăm chú đọc những chữ in li ti trong cuốn, những buồn ngại cô lỗ đã bị lãng quên. Rồi nói, có chứ, heo già, yeah. ngày mai bồ chỉ cần đi xuống cái hồ đó, đúng vậy, thò đầu bồ xuống nước, gào lên với bọn người cá, hãy trả lại cho bồ, cái gì đó mà họ đã chôm của bồ, và chưa coi họ có tống nó ra trả lại bồ không, đó là điều tốt nhất mà bồ có thể làm đó, bồ tèo à. Harmony đổ quạo, thể nào cũng có một cách làm được mà, phải có một cách chứ. Cô bé dường như coi việc thư viện thiếu thông tin hữu ích về đề tài tụi nó đang nghiên cứu là cả một sự sỉ nhục cá nhân. Từ trước tới giờ có khi nào nó làm cô thất vọng như vậy đâu. Harry hết ứng, tranh cãi, cúi mặt xuống cuốn, mánh độc để chê khăm nói. Mình biết lẽ ra mình phải làm gì, lẽ ra mình phải học cách quá thú như chú Sirius. Quá thú là môn biến hình mà một pháp sư có thể tự biến thành một con thú nào đó. Ron tán thành. Ở phải, lẽ ra bồ đã có thể biến thành một con cá vàng bất cứ lúc nào bồ muốn. Harry ngáp. Nó kiệt sức rồi. Hay một con nhái cũng được. Harmony bàn ra. Phải mất cả năm trời mới học được thuộc biến hình và rồi bồ còn phải đăng ký căn cước và đủ thứ nữa. Lúc này cô bé đang ràm một lục cuốn những thế bí pháp thuật quái đảng và giải pháp. Nhớ không, giáo sư McGonagall từng nói với tụi mình là phải đăng ký với văn phòng dùng sai pháp thuật, con thú mà mình biến thành, những đặc điểm cá nhân để mình không thể làm dụng sự biến hình. Harry mệt mỏi nói, Harmony, mình chỉ nói đùa thôi. Mình biết là mình không tài nào biến hình thành một con nhái nổi vào sáng mai đâu. Harmony đóng cuốn những thế bí pháp thuật lại kêu lên, Ôi, đồ vô tích sự, có ai trên đời này lại muốn cho lông mũi mọc thành lọn tóc quăng bao giờ chứ? Giọng Fred Wesley chợt vang lên, anh thấy cũng không hề gì, đề tài đang tranh cãi đó hả? Harry, Ron và Harmony cùng ngước nhìn lên, Fred và George vừa xuất hiện từ đằng sau mấy kệ sách, Ron hỏi. Mấy anh làm gì ở đây? George nói. Kiếm em chứ làm gì? Giáo sư McGonagall muốn gặp em, Ron, và em nữa Harmony. Harmony tỏ vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Fred nói. Ai mà biết, nhưng mà mặt cô có hơi đằng đằng sát khí. George nói tụi anh có bổn phận hộ tống hai em xuống tới văn phòng của cô. Ron và Harmony tròn mắt nhìn Harry. Harry có cảm giác bao tử nó tuột đâu mất. Liệu giáo sư McGonagall có rầy Ron và Harmony không? Có lẽ cô đã nhận thấy là hai đứa nó giúp đỡ Harry quá nhiều, trong khi lẽ ra Harry phải tự một mình giải quyết lấy bài thi được giao. Harmony nói với Harry khi cô bé đứng dậy đi cùng Ron. Tối nay sẽ gặp lại bồ ở phòng sinh hoạt chung nha. Bồ đem về được bao nhiêu sách thì cứ đem về. Cả Ron và Hermione đều tỏ ra lo lắng lắm. Harry cũng không thoải mái gì. Nó nói, được. Vào khoảng 8 giờ, bà Binns tắt tất cả đèn đóm và đến đuổi Harry ra khỏi thư viện. Dưới sức nặng của đống sách mà sức nó có thể vác nổi, Harry lê bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Grinfindor, kéo một cái bàn vô góc phòng và lại tiếp tục nghiên cứu. Chẳng có gì trong cuốn pháp thuật tùy hứng dành cho pháp sư lập dị hay trong cuốn hướng dẫn về ma thuật thời trung cổ, cũng chẳng thấy nói gì đến những kỳ tích dưới nước trong cuốn tuyển tập bùa phép thế kỷ 18, hay trong cuốn những cư dân khủng khiếp dưới đáy sâu, hoặc cuốn những quyền năng mà ta không bao giờ biết là ta có và biết làm gì với chúng khi giờ đây ta đã khôn ra. Crook's Hands mòn men trèo lên đùi của Harry và nằm cuộn tròn ở đó, say sưa kêu gừ gừ. Phòng sinh hoạt chung thương vắng dần, mọi người đều cầu chúc Harry may mắn trong buổi sáng hôm sau bằng một giọng tin tưởng phấn khởi, y như giọng lão Harry. Rõ ràng tất cả bọn họ đều yên tâm tin tưởng là Harry sắp sửa thắng đẹp trong một màn biểu diễn ngoạn mục kinh người nữa như chiến thắng mà nó đã đạt được trong bài thi đầu tiên. Harry không thể đáp lại lời nào, chỉ gật đầu, cảm thấy như thể có một trái banh gôn mắc kẹt trong cổ họng. Vào khoảng 10 giờ đêm thì chỉ còn một mình nó với con Crookshanks trong phòng sinh hoạt chung. Nó đã tra hết tất cả những quyển sách còn lại mà Ron và Hermione vẫn chưa trở về. Vậy là hết, nó tự nhủ. Mày không thể nào làm được, mày chỉ còn nước đi xuống hồ vào sáng mai, mà nói với bàn giám khảo. Nó tưởng tượng ra cảnh nó giải thích là nó không thể nào làm được bài thi đó. Nó hình dung ra con mắt của ông Batman trận tròn kinh ngạc và nụ cười mãn nguyện đầy răng vàng của ông Kakarov. Nó hầu như có thể nghe Fleur Delacour nói, tôi đã biết trước mà hắn còn nhỏ quá, hắn chỉ là một chú nhóc tì Nó cũng nhìn thấy Manfoy nhá lên phù hiệu Potter Thú Quốc trước đám đông, thấy gương mặt yếu siêu không tin nổi của lão Harris Quên mất là Rookhans đang nằm trên đùi nó, Harry thình lình đứng bật dậy. Rookhans rít lên giận dữ khi té lăn cù xuống sàn, quẳng cho Harry một cái nhìn ghét bỏ, rồi nhanh ngang bỏ đi với cái đuôi xù như cây cỏ rửa chai nhõng lên trời. Nhưng Harry đã hấp tấp chạy lên cầu thang xoắn để về phòng ngủ của nó. Nó muốn lấy ngay tấm áo khoác tàng hình và trở lại thư viện, và nó sẽ ở đó suốt đêm nếu cần. 15 phút sau, Harry mở cửa thư viện và thì thầm Lumos đầu đủ phép được thắp sáng, Harry mong men dọc theo những kệ sách, rút xuống thêm nhiều cuốn sách nữa. Sách về bùa ngải và thần chú, về người cá, và những quái vật dưới nước. Sách về những pháp sư và phù thủy nổi tiếng, về những phát minh pháp thuật, về bất cứ cái gì có thể chứa một chút xíu tham khảo gợi ý đến việc sống sót được dưới nước. Harry đem tất cả những sách đó đến một cái bàn và bắt đầu nghiên cứu chúng với ánh sáng hẹp le lói từ đầu cây đũa phép, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ một giờ sáng, hai giờ sáng. Cách duy nhất để mà nó có thể tiếp tục ngồi đó là tự nhủ đi, nhủ lại. Cuốn sau, trong cuốn sau, cuốn sau. Mỹ Nhân Ngư trong bức tranh trên tường của buồng tắm các huynh trưởng đang cười cợt. Harry thì bập bình như cái nút chai trong làn nước đầy bong bóng cạnh tảng đá của Mỹ Nhân Ngư. Trong khi cô nàng quơ cây chuỗi thần ti chớp phía trên đầu nó, cô nàng cười một cách hiểm độc. Tới đầy lấy nè, nào nhảy lên đi. Harry thở hổn hển, giói chụp lấy cây chỗ thần ti chớp, cố gắng dùng dậy để khỏi bị chìm. Tôi chịu thôi, đưa nó cho tôi. Nhưng cô nàng chỉ dùng đầu cán chổi thọc vô hông Harry đau điếng, rồi phá ra cười nhạo nó. Ôi đau, tránh ra, ui da. Thưa cậu, Harry Potter phải thức, cậu dậy thôi. Đừng có thọc tôi nữa. Thưa cậu, Dobby phải chọc Harry Potter, cậu phải thức dậy thôi. Harry mở mắt ra, nó vẫn còn ngồi trong thư viện tấm áo khoác tàn hình đã tuột khỏi đầu nó khi nó ngủ quên đi và một bên mà nó áp trên trang sách cuốn có đủ phép là có giải pháp nó ngồi thẳng dậy sợ cặp kiến ngay ngắn chớp chớp mắt trước ánh sáng ban ngày dobby kêu the thé harry potter cần phải gấp rút lên bài thi thứ hai sẽ bắt đầu trong mười phút nữa mà harry potter harry khào khào rên rỉ mười phút nữa mười, mười, phút hả harry ngó xuống đồng hồ dobby nói đúng bây giờ đã là chín giờ hai mươi phút một trái cân bự nặng nề rớt xuyên qua ngực của Harry, rớt xuống bao tử nó. Dobby kéo tay áo của Harry kêu the thé. Mau lên Harry Potter, cậu phải có mặt ở dưới hồ với những quán quân khác, thưa cậu. Harry tuyệt vọng nói. Trễ quá rồi Dobby, tôi sẽ không làm bài thi thứ hai đâu, tôi không biết làm sao. Con yêu lùng lại thét lên. Harry Potter sẽ làm được bài thi đó. Dobby biết Harry Potter chưa tìm ra đúng cuốn sách, cho nên Dobby đã tìm giúp rồi. Harry nói, cái gì? Nhưng mà bạn đâu có biết bài thi thứ hai là gì? Thưa cậu, Dobby biết chứ. Harry Potter sẽ phải xuống hồ để tìm bồ tèo của cậu. Tìm cái gì? Và cứu bồ tèo ra khỏi người cá. Bồ tèo là cái gì? Thưa cậu, bồ tèo của cậu đó mà, bồ tèo của cậu. Bồ tèo đã cho Dobby áo len đó. Dobby giật giật cái áo len màu hột dẻ đã được rút nhỏ lại mà nó đang mặc trùm lên trên cái quần sọt. Harry há hút miệng hỏi. Cái gì? Chúng đã bắt, chúng đã bắt Ron hả? Dobby lại ré lên the thế. Cái mà Harry Potter sẽ nhớ nhất đó thưa cậu, nhưng mà nếu quá một giờ. Harry trừng mắt ngó con yêu lùng đầy kinh hãi, nó nhậm lại mấy câu thơ. Diễn cảnh sẽ đen tối, quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại. Dobby, tôi phải làm gì bây giờ? Con yêu lùng đút tay vô túi quần sọt của nó lôi ra một cuộn tròn của một thứ trông rất giống mấy cái đuôi chuột nhất nhất, màu xanh xám lợt. Nó nói eo éo. Thưa cậu, cậu phải ăn cái này ngay trước khi cậu xuống hồ đó thưa cậu, cỏ mang cá. Harry trợn mắt ngó đám cỏ mang cá hỏi lại, nó để làm gì? Thưa cậu, nó sẽ giúp cho Harry Potter thở dưới nước. Harry hoang mang hỏi, Dobby nghe nè, bộ có chắc chắn vụ này không? Harry không thể quên được vụ Dobby muốn giúp nó lần trước, vụ đó rốt cuộc dẫn tới chỗ cánh tay phải của Harry không còn một miếng xương nào hết. Nhưng con yêu lùng ấy tha thiết nói, Thưa cậu, Dobby chắc chắn mà, Dobby nghe hết mọi chuyện mà, Dobby là một gia tinh mà, thưa cậu. Nó đi khắp tòa lâu đài để thắp đèn, để nhóm lửa lò sưởi để cọ rửa sàn nhà. Dobby nghe giáo sư McGonagall và giáo sư Moody nói chuyện trong phòng giáo sư. Nói về bài thi sắp tới, Dobby không thể để cho Harry mất đi bồ tèo của cậu. Mối nghi ngờ của Harry tan biến, nó đứng phát dậy, cởi tấm áo khoác tàn hình ra, nhét vào cặp, chụp lấy nắm cỏ mang cá nhét vô túi, rồi hối hả chạy như bay khỏi thư viện. Vợ Dobby bám theo sát gót. Khi cả hai ra tới hành lang, Dobby lại thét lên the thé. Thưa cậu, Dobby phải ở trong nhà bếp. Sẽ vắng Dobby mất. Thôi Harry Potter, chúc cậu may mắn. Gặp lại sau nghe Dobby. Harry vừa la lớn đáp lại Dobby, vừa phóng chạy dọc hành lang và lao xuống cầu thang ba bậc một. Trong tiền sảnh chỉ còn lại mấy người lề mề đến phút chót, Tất cả những người khác đều đã rời đại sảnh đường sau khi ăn điểm tâm để đi qua cánh cửa đôi bằng gỗ sồi, đến xem bài thi thứ hai. Khi Harry lật đật phóng ngang qua, họ đều trố mắt nhìn nó, hất tung anh em Colin và Dennis Quivi và phóng xuống mấy bậc thềm đá để ra sân trường đầy nắng mà lạnh cống. Lúc chạy rầm rập qua bãi cỏ, Harry thấy khán đài dựng chung quanh khu vực chuồng rồng hồi tháng 10 bây giờ đã được dựng dọc theo bờ hồ bên kia. Những ghế ngồi nhô cao đều được sắp hướng về một tâm điểm và hắt bóng xuống mặt hồ bên dưới. Tiếng rì rào hồi hộp của đám đông vang vọng một cách lạ lùng qua mặt nước khi Harry chạy thuộc mạng vòng qua bên kia hồ về phía các giám khảo. Họ đã ngồi sẵn bên cái bàn phủ khăn bằng vàng đặt bên bờ hồ. Cedric, Fleur và Crum đều đã có mặt bên cạnh bàn giám khảo cùng nhìn Harry lật đật lao về phía chúng. Harry thắng phanh lại trong một dũng bùn và vô tình làm văn bắn sình lên áo của Fleur. Tôi có mặt. Một giọng nói hách dịch chia bai vang lên. Nãy giờ em ở đâu hả? Bài thi sắp bắt đầu rồi. Harry nhìn quanh, Percy Weasley đang ngồi ở bàn giám khảo. Ông Crouch lại không xuất đầu lộ diện phèn này nữa. Ông Batman tỏ ra hết sức nhẹ nhõm khi thấy Harry xuất hiện. Ông nói, thôi, thôi Percy, để Harry thở với. Cô Dumbledore mỉm cười với Harry nhưng ông Kakarov và bà Maxim thì không tỏ ra vui mừng lắm khi nhìn thấy nó. Qua cái nhìn trên gương mặt họ, có thể thấy rõ ràng là họ những tưởng Harry sẽ không đến. Harry cúi gặp người xuống tay chống đầu gối, thở hồng hộc nó nghe đau buốt một bên hông và có cảm giác như thể có một con dao nằm giữa mấy kẻ sơn sườn, mà nó thì không có thì giờ để rút bỏ con dao đó ra. Ông Batman bây giờ đang đi với các quán quân dẫn họ bước dọc theo bờ sông tới một chỗ trống cách đó chừng ba thước. Harry đứng ở vị trí cuối cùng, kế bên Crum, anh này đã mặc quần tắm và cây đũa phép lăm le trong tay. Khi dắt Harry ra chỗ cách xa các quán quân khác vài bước, ông Batman hỏi Harry, Khỏe hả Harry, biết mình sắp phải làm gì chưa? Harry vừa xoa bóp xương sườn vừa hỗn hển đáp, dạ biết. Ông Batman bố nhẹm vào vai Harry rồi trở lại bàn giám khảo, ông chỉ cây đũa phép vô cổ họng như ông đã làm hồi ở trận cúp thế giới nói sonoros và lập tức giọng nói của ông bùng nổ vang qua mặt nước thăm thẳm vọng về phía khán đài bây giờ tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất sau đây tôi đến đếm tiếng thứ ba một hai ba tiếng còi vang lên the thế trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và họ reo hoan hô không nhìn xem các quán quân khác đang làm gì harry cởi giày và vớ ra rút ra một nắm cỏ mang cá nhét vô miệng rồi lội xuống hồ nước lạnh đến nỗi harry cảm thấy da chân nó rụt lên như gặp lửa chứ không phải làn nước lạnh như băng nữa tấm áo chùng thấm nước làm cho người nó nặng nề và trì nó xuống khi nó bước xuống sâu hơn bây giờ nước đã tới đầu gối harry và hai chân tê cống của nó đang trượt trên những phiến đá bằng phẳng trơn trượt bùng nó đang cố gắng hết sức nhai thiệt lẹ nắm cỏ mang cá trong miệng món cỏ đó gây cảm giác khó chịu như thể đó là những xúc tu bạch tuộc vừa dẻo vừa nhớt khi làn nước lạnh buốt ngập tới thắt lưng thì nó đứng lại nuốt hết nắm cỏ và chờ coi chuyện gì xảy ra nó nghe thấy tiếng cười ồ vang ra từ đám đông và biết là trong điều bộ nó ngu ngốc lắm đi xuống hồ mà không biểu diễn một sức mạnh pháp thuật nào hết. Phần thân thể còn khô của nó phát nổi da gà, còn phần đã nhúng xuống nước thì tê đi. Một cơn ấn lạnh khủng khiếp làm dựng đứng tóc tai nó lên. Harry bắt đầu run dữ dội. Nó tránh nhìn lên khán đài. Từ phía đó gian lên tiếng cười mỗi lúc một to hơn. Và lẫn trong đó là tiếng quýt sáo, là chỗ của đám học sinh nhà Slytherin. Rồi hết sức đột ngột, Harry có cảm giác như thể bị một cái gối vô hình đè bít miệng mũi nó. Nó cố gắng hấp hơi để thở, nhưng chỉ thấy đầu quay mông mông. Phổi của nó trống rỗng, và nó bỗng cảm thấy một cơn đau tàn bạo lói lên ở hai bên cổ. Harry đưa tay lên ôm lấy cổ họng và cảm thấy dưới tay nó đã xẻ ra hai cái màng lớn, đang phập phồng, đập nhẹ nhàng trong làn khí lạnh buốt. Nó mọc mang cá rồi. Không cần ngưng lại để suy nghĩ, Harry làm ngay hành động có ý nghĩa nhất, là mình xuống nước. Harry cảm thấy hấp nước hồ lạnh băng đầu tiên giống như hơi thở sự sống. Đầu nó bây giờ đã hết quay mồng mồng. Nó lại hấp thêm một ngụm lớn nước hồ nữa và cảm thấy làn nước trôi êm ái qua mang, đưa oxy trở lên não. Nó duỗi tay dài ra phía trước mặt và bắt đầu ngắm chúng. Ở trong nước tay của nó có màu xanh mét và trông ma quái hết sức. Chúng đã mọc thêm màn nối giữa các ngón tay với nhau. Nó cúi xuống nhìn chân cẳng mình thấy chúng đã dài thòn thêm và cũng có màn nối các ngón chân lại. Trông như thể nó vừa mới mọc thêm đôi bàn chân dịch vậy Nước cũng không còn lạnh cống nữa, ngược lại nó cảm thấy mát mẻ một cách dễ chịu và người thì nhẹ tên. Harry thử đập nước một cái nữa, hết sức kinh ngạc thấy đôi chân dịch ấy có thể đẩy nó đi xuyên qua khối nước nhanh và xa như vậy. Nó cũng nhận thấy bây giờ nó có thể nhìn thấy rất rõ ràng, và nó không còn cần phải nháy mắt nữa, cho tới giờ, nó đã bơi ra giữa hồ xa đến nỗi không còn nhìn thấy đáy nữa. Nó búng mình lặn xuống đáy sâu. Khi lao xuống được một nơi có cảnh trí mù mờ tăm tối lạ lùng, thì sự yên lặng chợt ép mạnh lên tai Harry. Nó chỉ có thể nhìn thấy khoảng ba thước chung quanh mà thôi. Thành ra mỗi khi lướt tới xuyên qua khối nước, thì những cảnh quan mới dường như đột ngột hiện ra từ bóng tối trước mặt nó. Những rừng cỏ rong lao sao lượng sóng, những đáy bùn dưới rải rác những hòn đá lung linh mờ ảo. Harry bơi mỗi lúc một sâu hơn ra giữa hồ, mắt nó mở lớn, chăm chú nhìn xuyên qua khối nước sáng một màu xám quá dị, chung quanh để cố nhìn thấu và bóng tối xa hơn, nơi nước trở nên mờ đục. Những con cá nhỏ bơi xẹt qua nó như những tia sáng bạc. Một đôi lần nó thấy có cái gì đó bự hơn đang di chuyển phía trước. Nhưng khi đến gần thì nó thấy đó chỉ là một khúc cây bự đen xì hay một đám rong dày khích. Chẳng thấy dấu hiệu nào của những quán quân khác, cũng không thấy người cá nào hết, cũng chưa gặp rôn, và may phước, cũng không thấy con mực khổng lồ nào. Đám rong xanh sáng trải dài trước mắt nó đến hút tầm nhìn, sâu cỡ sáu tấc trông giống như một đồng cỏ mọc quá xung xuê. Harry nhìn tới trước không hề chớp mắt, cố gắng phân biệt cái hình thù trong cõi mờ mịt ấy và rồi không hề được báo trước mắt cá chân harry bị cái gì đó túm chặt harry xoay thân hình lại và ngó thấy một con thủy quái một thứ yêu quái nhỏ có sừng sống dưới nước đang nhô ra từ một đám cỏ rong những ngón tay dài dọc của con quái túm thiệt chặt của chân harry và mấy cái răng nhọn quắt của nó đang nhe ra harry vội vã thọc bàn tay bị bít màng của nó vô trong túi áo chùng và lóng ngóng rút ra cây đũa phép rút ra được cây đũa phép rồi thì lại xuất hiện thêm hai con thủy quái nữa vừa nhô lên từ đám cỏ rong hai con này túm chặt lấy tấm áo chùng của harry và ra sức trì kéo nó xuống relatio chú thích có nghĩa là tóe lửa harry la lớn không mong lắm gì sẽ phát ra được âm thanh gì từ miệng nó xuất hiện một cái bong bóng bự và cái đũa phép của nó thay vì xẹt tia lửa vô lũ thủy quái thì lại phun loạn xạ vô chúng một thứ có vẻ như là những tia nước sôi bởi vì những tia nước đó trúng lũ quái chỗ nào thì từng bệt phỏng đỏ tươi xuất hiện ngay trên lớp da xanh lẹ của chúng chỗ đó. Harry rút được cổ chân ra khỏi bàn tay níu kéo của lũ thủy quái, cổ hết sức bơi thoát thiệt nhanh, thỉnh thoảng quay lại bắn đại qua vai những tia nước nóng. Đôi khi nó cảm thấy một con thủy quái lại tóm được chân nó, nhưng nó đá mạnh gạt ra. Cuối cùng cảm thấy đôi chân mình kết với một cái đầu có sừng. Nó ngoái nhìn lại, thấy một con thủy quái sửng sốt chuồn lẹ, mắt lé đi. Trong khi lũ quái đồng bọn dứ dứ nắm đấm về phía Harry rồi thụp xuống đám cỏ rong. Harry bơi chậm lại một chút, nhét cây đũa phép trở vô túi áo, nhìn quanh, lắng nghe một lần nữa. Nó bơi một vòng tròn trong nước. Sự im lặng ép vào lỗ tai nó mạnh hơn. Nó biết là bây giờ nó đã bơi xuống tới vùng đáy sâu hơn của cái hồ, nhưng cũng chẳng thấy cái gì chuyển động ngoài trừ đám cỏ rong lượn sóng cậu làm ăn ra sao hả? Harry tưởng đâu nó bị lên cơn đau tim, Nó quay phát lại, và nhìn thấy con ma khóc nhè, Mordrô đang trôi lơ lửng lờ mờ trước mặt, chăm chăm nhìn nó qua cặp mắt kiến dày màu trắng ngọc trai, Harry cố gắng kêu lớn, Mordrô, nhưng một lần nữa không có âm thanh nào thoát ra khỏi miệng nó, ngoài trừ một cái bong bóng bự giãn. Còn mà khóc nhè Mordrô thì cười khúc khích thiệt dậy. Mordrô chỉ hướng nó với Harry. Cậu cần thử phía đằng kia kìa, tôi không đi biết cậu đâu, tôi không ưa chúng lắm, chúng luôn luôn dí đuổi tôi mỗi khi tôi tới gần. Harry giơ ngón tay cái lên tỏ dấu hiệu cảm ơn, rồi lại lao đi, cẩn thận bơi cao bên trên đám cỏ rong một chút để tránh tái ngộ lũ thủy quái rình rập trong đó. Nó bơi trong một khoảng thời gian cũng gần 20 phút, bây giờ nó đang bơi ngang một bãi sình đen rộng mênh mông. Mỗi khi khuấy nước là bùng lại dẫn lên đục ngầu, Mãi sau cùng, nó thoáng nghe một đoạn trong bài ca dưới nước văn vẳn. Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy. Harry bơi nhanh hơn và chẳng mấy chút thấy ngay một tảng đá nhô ra từ vũng nước sình trước mặt. Trên tảng đá có hình vẽ của người cá, bọn họ đều đang cầm lao và rượt đuổi một con gì đó giống như con mực khổng lồ. Harry bơi ngang qua tảng đá, đuổi theo tiếng hát văn vẳng đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nướng ná, kéo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rửa ở nơi đây. Một cụm các hốc đá sần sùi bám đầy rong rêu bỗng nhiên hiện ra từ khắp mọi phía. Đó đây có những cửa sổ. Harry nhìn thấy những gương mặt. Những gương mặt không giống chút nào với tất cả những tranh vẽ mỹ nhân ngư treo trong phòng tắm của các huynh trưởng. Đám người cá này có làn da xám xịt, da tóc xanh đen dày thượt mắt của chúng màu vàng, hàm răng súng của chúng cũng vàng khè và chúng đeo những chuỗi đá cuội dày cuôi quanh cổ. Chúng liếc nhìn Harry một cách gian xảo khi nó bơi ngang qua. Một hay hai đứa còn chui ra khỏi hang động để ngắm nó kỹ hơn. Cái đuôi cá bạc của chúng quẩy mạnh trong nước, tay chúng nắm chặt những cây lao. Harry lướt nhanh tới, chăm chú nhìn quanh. Chẳng mấy chốc nó thấy các khu nhà đá hiện ra nhiều vô số kẻ một số nhà còn có vườn rong cỏ chung quanh harry thậm chí còn thấy cả một con thủy quái kiển bị cột vô một cái cọc cắm bên ngoài một cánh cửa lúc này cư dân người cá thò ra từ mọi phía để quan sát harry một cách háo hức chỉ trỏ đám tay chân có màng và mang cá của nó rồi che miệng nói chuyện với nhau harry bơi lướt nhanh qua một góc phố da cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt nó cả một đám đông người cá đang bồng bình trước những ngôi nhà xây ngăn nắp trông như bản sao dưới nước của một khu chợ làng một dàn đồng ca người cá đang hát ở chính giữa kêu gọi các quán quân tiến về phía họ và đằng sau lưng họ có một bức tượng thô thiển của một người cá khổng lồ được đẽo ra từ một tảng đá cội. có bốn người bị trói chặt vào đuôi của bức tượng người cá khổng lồ đó ron bị cột chặt giữa harmony và chojang còn có một cô gái khác nữa trông chỉ chừng 8 tuổi, có mái tóc mây ống ánh bạc khiến cho Harry tin chắc đó là cô em gái của Fleur Delacour. Tất cả bốn người này đều có vẻ đang ngủ rất say, đầu của họ ngẹo xuống dai và từng chỗ bong bóng cứ thoát ra từ miệng của họ. Harry phóng thiệt nhanh đến bên các con tinh, nửa lo là đám người cá sẽ hạ thấp mũi lao xuống để tấn công nó, nhưng họ lại không làm gì cả. Những sợi dây thừng bằng cỏ rong cột các con tinh vô đuôi tượng người cá rất dày, trơn nhớt và rất chắc. Trong một thoáng phù du, Harry nghĩ đến con dao mà chú Sirius đã tặng cho nó vào dịp Giáng sinh. Con dao đó được khóa trong cái rương để trong lâu đài cách đó một phần tư dặm, cho nên cũng chẳng giúp ích được gì cho nó. Nó nhìn quanh, nhiều người cá đi quanh nó đang cầm lao, nó bơi thiệt nhanh về phía một người cá cao hai thước mốt, có bộ râu dài màu xanh rêu, và hàm răng cá mập lẩm chởm nó cố gắng làm điều bộ để tỏ ý muốn mượn cây lao người cá cười ngất lắc đầu hắn nói giọng ồm ồm khàn khàn tụi tao không giúp đâu harry tức giận nói giúp đi mà nhưng chỉ có mấy cái bong bóng thoát ra khỏi miệng harry nó thử giật một cây lao của một người cá người cá này giật mạnh cây lao lại vẫn lắc đầu mà cười ha hả harry quay quanh nhìn chăm chú khắp nơi kiếm cái gì đó sắc bén bất cứ cái gì cũng được dưới đáy hồ chỉ có những hòn đá nằm rải rác mà thôi. Nó lặn xuống và cậy một cục đá đặc biệt nhọn rồi quay trở lại bức tượng. Nó bắt đầu chặt sợi dây thừng cột rôn bằng cục đá. Sau nhiều phút vất vả sợi dây đứt đôi, rôn lên bên trong nước. Chỉ cách đáy hồ vài phân hoàn toàn bất tỉnh và nổi lên một chút nhờ sức đẩy của dòng nước. Harry nhìn quanh quất, chẳng thấy bóng dáng của những quán quân khác ở đâu hết, chẳng biết bọn họ đang làm gì, tại sao không dội vã lên đi, nó quay sang Harmony, giơ cục đá nhọn của nó lên và bắt đầu chặt xuống sợi dây thần đang trói của bé. Ngay lập tức, nhiều bàn tay xám ngoét và mạnh mẽ chờ ra giữ chặt nó lại. Khoảng nửa tá người cá hè nhau kéo nó ra khỏi Harmony, lúc lắc cái đầu tóc xanh rì của họ mà cười gian. Một trong đám đó nói với Harry, mày chỉ được cứu con tin của mày mà thôi, chờ lại những đứa khác. Harry tức giận nói, không đời nào. Nhưng từ miệng nó chỉ thoát ra hai cái bong bóng. Nhiệm vụ của mày là cứu bạn mày, còn những đứa khác thì để đó. Harry gào lên, dung tay chỉ về phía Harmony. Cô ta cũng là bạn của tôi, và tôi cũng không muốn mấy người kia chết. Một cái bong bóng khổng lồ màu trắng bạc không âm thanh thoát ra khỏi miệng nó. Đầu của Joe tự trên vai của Harmony, còn cô gái nhỏ có mái tóc bạch kim thì nhợt nhạt xanh xao một cách ma quái. Harry cố gắng kháng cự lại bọn người cá, nhưng bọn chúng càng cười lớn hơn nữa và kéo nó lùi ra xa. Harry tức giận quảng hốt nhìn quanh, những quán quân khác đâu hết rồi, không biết nó có đủ thời giờ để đem Ron lên khỏi mặt nước rồi quay trở lại giải cứu mấy người kia không? Liệu nó còn có thể tìm gặp được họ một lần nữa không? Nó ngó xuống đồng hồ để coi còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng cái đồng hồ đã ngừng chạy. Ngay lúc đó, bọn người cá hồi hộp chỉ trỏ về phía trên đầu Harry. Nó ngước nhìn lên và thấy Sirik đang bơi về phía nó. Quanh đầu Sirik có một cái bong bóng dị đại khiến cho gương mặt nó có vẻ bự và dài ra một cách kỳ cục. Sirik há miệng ra nói có vẻ kinh quản vô cùng. Bị lạc, Fleur và Grimm sắp tới nơi rồi. Harry nhẹ nhõm cả người quan sát Sirik rút ra từ túi áo một con dao và các dây trói chô. Anh ta nâng chô trồi lên và bơi khuất tầm mắt Harry. Harry nhìn quanh chờ đợi. Fleur và Grimm đâu rồi? thời gian càng lúc càng ngắn lại và căn cứ theo lời bài hát thì các con tin sẽ tiêu tùng sau một giờ. Bọn người cá bắt đầu kêu la náo nhiệt. Mấy người cá đang giữ chặt Harry hơi nới lỏng tay một chút, trừng mắt nhìn cái gì đó đứng đằng sau chúng. Harry quay lại và thấy một cái gì bự lắm đang cắt làn nước hướng về phía chúng. Một thân hình người mặc đồ bơi, nhưng có cái đầu cá mập. Đó chính là Crum, có vẻ anh ta đã biến hình giả thú nhưng làm hơi dở Anh chàng người cá mập này Bơi thẳng đến chỗ Harmony Bắt đầu táp và cắn sợi dây thừng trói cô bé Rắc rối một nỗi Là bộ răng mới của Crum Được bố trí hết sức dùng về Cho việc cắn một cái gì nhỏ hơn Một con cá heo Và Harry tin chắc là Crum không đủ cẩn thận Dám chừng anh ta cắn đứt đôi Harmony cũng nên Nhào tới trước Harry đấm mạnh vào da Crum Và dơ lên cục đá nhọn Crum chụp lấy và bắt đầu chặt dây trói cho Harmony. Trong vòng vài giây, anh ta đã làm xong. Anh ôm ngang eo Harmony và không liếc mắt nhìn lại một lần. Anh bắt đầu cùng Harmony trôi lên mặt nước thiệt là nhanh. Bây giờ làm sao đây? Harry suy nghĩ trong tuyệt vọng. Nếu như nó có thể yên chí chắc chắn là Fleur đang đến giải cứu của em gái. Nhưng nó chẳng thấy có dấu hiệu nào hết. Chẳng thể làm gì khác hơn là... Harry chụp lại hòn đá mà Crum đã quăng đi, nhưng bọn người cá bây giờ đã bia chặt quanh rôn và cô gái nhỏ nhìn nó lắc đầu harry rút đũa phép của nó ra tránh ra giùm cho chỉ có bong bóng thoát ra khỏi miệng nó nhưng nó có cảm tưởng rõ ràng rằng bọn người cá hiểu nó nói gì bởi vì bọn chúng bỗng nhiên nín cười những con mắt vàng khe của chúng ngó trừng trừng vào cây đũa phép của harry và trông bọn họ có vẻ sợ hãi có thể bọn người cá đáng sợ hơn nó nhưng harry có thể căn cứ vào nét mặt chúng mà nói là bọn người cá chẳng biết gì về pháp thuật nhiều hơn còn mực ống khổng lồ. Harry bèn quát lớn, ta đếm đến ba, tụi bay hãy tránh ra. Một cái bong bóng tội chẳng thoát ra khỏi miệng nó, nó còn giơ ba ngón tay lên để chắc chắn là bọn người cá hiểu được thông điệp cảnh báo của nó. Một, nó co bước một ngón tay lại. Hai, nó co tiếp ngón tay thứ hai. Bọn người cá tản ra, Harry lao tới trước, và bắt đầu chặt sợi dây thừng đang trói chặt cô bé vào bức tượng người cá và cuối cùng giải thoát được cô ta. Harry bèn ôm quanh eo cô gái nhỏ rồi nó nắm chặt cổ áo chùng của Ron bật khỏi đáy hồ trồi lên trên. Công việc đó thiệt là chậm chạp vì nó không còn có thể dùng bàn tay có màng để chèo bơi tới trước. Nó chỉ còn có thể đạp đôi chân dịch một cách điên cuồng. Nhưng Ron và cô em gái của Fleur chẳng khác nào hai bao tải khoai tây nặng ịch cứ trị kéo nó xuống nó cứ ngước đôi mắt chăm chú nhìn lên trên mặc dù nó cũng biết là nó còn ở dưới sâu lắm khối nước trước mặt nó vẫn tối thui bọn người cá trồi lên theo nó nó có thể nhìn thấy bọn chúng lượn lờ quanh nó một cách thoải mái vô cùng nhìn nó khốn khổ vất vả trồi lên từng chút một liệu bọn chúng có kéo tụt nó trở xuống đáy hồ một khi hết giờ không không biết bọn chúng có ăn thịt người không chân cẳng harry tê cứng vì cố gắng bơi và nó nhấc một cách khủng khiếp chị gắn hết sức đỡ cô bé và lôi kéo rôn. Bây giờ Harry bắt đầu thở rất khó khăn, nó lại cảm thấy đau đớn vô cùng ở hai bên cổ. Nó cũng bắt đầu nhận thấy nước ẩm lạnh như thế nào trong miệng nó, nhưng bóng tối bây giờ đang mỏng dần một cách chắc chắn, nó đã có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời trên đầu. Harry quẩy mạnh đôi chân dịch, nhưng khám phá ra là chiếc nó đã trở lại bình thường, nước đang tràn qua miệng nó và buồn phổi. Nó bắt đầu thấy lạnh cống, nhưng nó biết ánh sáng và không khí chỉ còn cách nó chừng ba thước ở bên trên. Nó phải đến được nơi đó, nó phải đến. Harry đạp chân mạnh và nhanh đến nỗi nó cảm thấy như thể các cơ bắp của thân thể nó đang gào lên phản đối. Đầu óc của nó làm như đầy áp nước, nó không thể thở được nữa, nó cần oxy, nó cần phải tiếp tục, nó không thể nào dừng lại và rồi nó cảm thấy đầu nó trồi lên mặt nước hồ làn không khí lạnh trong trẻo và tuyệt vời khiến cho cái mặt ướt đẫm của nó nhức nhối như kim chích nó hít sâu vào có cảm tưởng như trước đây nó chưa từng biết thở cho đúng đắn và vừa hỗn hển thở nó vừa kéo rôn và cô gái nhỏ lên với nó chung quanh nó những cái đầu tóc xanh lè cũng nhô lên khỏi mặt nước cùng lúc nhưng bọn người cá đều mỉm cười với nó Đám đông trên khán đài đang hò hét in ỏi, gây nên sự ồn ào quyên náo khủng khiếp. Người ta gào thét kêu la. Người ta đứng ca dậy. Harry có cảm tưởng là người ta tưởng Ron và cô gái nhỏ chắc chết rồi. Nhưng họ đã lầm. Cả hai đứa đó vừa mở mắt ra. Cô bé tỏ ra hoảng sợ và bối rối. Còn Ron thì chỉ nhổ ra một ngụm nước bự, nhấp nháy mắt, dãnh sáng cho mắt, quay lại nhìn Harry và nói. Ước quá hen. Rồi Ron nhìn thấy cô em của Fleur, Bộ đem nó lên làm gì? Harry thở phì phì, không thấy Fleur đến, mình không thể để cô bé ở lại dưới đó. Ron nói. Bộ ngu quá, Harry à, sao bộ tin vô mấy câu hát đó dữ vậy? Chẳng lẽ cụ Dumbledore để cho bất kỳ đứa học trò nào chết ở dưới đó sao? Bài hát nói là, chẳng qua để cho bộ cố gắng quay về trong thời gian quy định thôi. Mình hy vọng bộ đã không mất thì giờ ở dưới đó để đóng vai anh hùng. Harry cảm thấy mình vừa ngu si vừa cấu tiếc đối với Ron thì thiệt là tốt đẹp. Nó chỉ việc ngủ, nó đâu có cảm thấy hải hùng như thế nào khi ở dưới đáy hồ bị dây quanh bởi một đám người cá cầm lao trong dữ tợn như một lũ sắc nhân. Harry nói cục lốc, thôi đi, giúp mình đỡ cô bé vô bờ, mình không chắc là cô bé biết bơi giỏi lắm đâu. Hai đứa nó kéo cô em gái của Fleur rẽ nước bơi trở vô bờ. Ở đó các vị giám khảo đang đứng quan sát Hai chục người cá bơi kèm theo tụi nó như một đội quân hộ tống danh dự, hát vang khúc thủy hành ca rùng rợn của chúng. Harry có thể nhìn thấy bà Bonfrey đang lăn xăng chăm sóc Harmony, Krum, Sirik và Joe, tất cả đều được quấn kín trong chăn dày Cụ Dumbledore và ông Batman đứng trên bờ hồ nhìn Harry và Ron với nụ cười rạng rỡ khi tụi nó bơi tới gần. Còn Percy thì nhào ra đón tụi nó, trông vẻ mặt trắng bệch và con nít hơn bình thường. Trong khi đó, bà Maxim đang cố gắng giữ Fleur de la Cour. Cô nàng đang trong cơn hoảng loạn, dùng dãy như điên để được trở xuống đáy hồ. Gabriel, Gabriel, nó còn sống không? Nó có bị thương không? Harry cố gắng là lớn với Fleur. Cô bé khỏe ra. Nhưng nó đã bị kiệt sức đến nỗi không thể nào thốt thành tiếng nữa. Đừng nói chi là lớn. Percy túm lấy Ron, kéo nó vô bờ. Ron, tránh ra đi anh Percy, em chẳng sao hết, cụ Dumbledore và ông Batman thì kéo Harry lên. Fleur dùng ra khỏi tay bà Maxim chạy tới ôm chầm lấy em gái. Tại vũ thủy quái đó, chúng tấn công chị. Ôi Gabriel, chị cứ tưởng, cứ tưởng. Bà Bonfrey gọi, cắt trò lại đây. Bà túm Harry và kéo nó về phía Harmony cùng những người khác quấn chặt nó trong tấm chăn dày khiến nó cảm thấy như bị mặc áo bó mà người ta hay dùng để trói người điên lại nó bị ép phải nuốt qua cổ họng một lượng thuốc nóng, khói xì ra cả hai lỗ tai. Harmony kêu, Harry, bố làm giỏi lắm, bố đã làm được, tự một mình làm tất cả. Harry nói, thật ra... Nó muốn kể cho Harmony nghe chuyện Dobby giúp đỡ, nhưng kịp nhận thấy ông Kakarov đang quan sát nó. Ông ta là vị giám khảo duy nhất, vẫn ngồi tại chỗ trên bàn giám khảo. Vị giám khảo duy nhất không biểu lộ dấu hiệu vui mừng hay nhẹ nhõm gì khi thấy Harry, Ron và cô em gái của Fleur trồi lên an toàn. Harry bèn cao giọng đáp lại Harmony để cho ông Kakarov cũng có thể nghe được. Ừ, đúng vậy. Crum nói, em có một con bọ nước trên tóc em đó. Harmony Harry có cảm tưởng là Crum cố lôi kéo sự chú ý của Harmony về phía anh ta. Có lẽ để nhắc nhở cô bé là anh vừa mới cứu được cô bé ra khỏi hồ nước. Nhưng Harmony phủ con bỏ nước một cách nóng nảy và nói. Nhưng mà bồ bị lố thời gian quá, Henry à, chẳng lẽ bồ mất nhiều thời giờ để kiếm tôi này dữ vậy? Không, mình tìm được mấy bồ ngay mà. Cảm giác bị ngu của Harry ngày càng tăng. Bây giờ nó đã ra khỏi mặt nước, nó hiểu thấu đáo rõ ràng là với sự phòng bị an toàn của cụ Dumbledore thì không đời nào cụ để cho một con tinh nào chết chỉ vì quán quân của con tinh đó không đến kịp tại sao nó không làm nổi việc là tóm lấy Ron mà trôi lên? Nó có thể là người đầu tiên trở về. Serik và Krum đã không mất chút xíu thời gian nào để lo lắng giới dẫn cho ai khác cả. Họ chẳng có trọng lời bài ca của lũ người cá cho lắm. Cụ Dumbledore đang ngồi xổm bên mép nước, say sưa trò chuyện với một kẻ có vẻ như là xếp sòng của đám người cá. Một mụ người cá trông dữ tợn và cực kỳ quan dại. Cụ đang thốt ra cái thứ tiếng thè thé Mà bọn người cá phát ra Khi chúng ở trên mặt nước Rõ ràng là cụ Dumbledore biết nói tiếng người cá Cuối cùng cụ đứng thẳng lên Quay lại các đồng giám khảo của cụ Và nói Tôi nghĩ là cần hội thảo một chút Trước khi chúng ta cho điểm Các giám khảo chùm đầu lại Bà Bonfrey đã đến gỡ Ron Ra khỏi sự ôm ấp của Percy Và dẫn Ron đến chỗ của Harry Và những người khác quấn chăn cho nó bắt nó uống thuốc hạt tiêu tùng rồi tiếp tục đi lãnh Fleur và cô em gái. Fleur bị mấy vết cắt trên mặt, tay và áo của cô nàng bị rách bươm, nhưng Fleur không có vẻ bận tâm gì đến chuyện đó, thậm chí cũng không cho bà Bonfrey lau sạch chúng. Fleur nói, làm ơn chăm sóc giùm Gabriel đi. Rồi Fleur quay lại nói với Harry, giọng nghẹn ngào, cậu đã cứu em tôi, mặc dù nó không phải là con tin của cậu. Harry nói, ừ, Bây giờ nó thiệt tình nghĩ, vậy chi cứ để mặt ba cô gái ở lại đáy hồ, bị cột vô đuôi bức tượng cho rồi. Fleur cúi xuống, hôn lên má của Harry, mỗi bên hai cái. Harry cảm thấy hai má mình nóng bừng lên, cho nếu mà khói xì ra lỗ tai nó thì nó cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên. Sau đó Fleur nói với Ron, và cậu nữa, cậu cũng rút. Ron có vẻ cực kỳ hy vọng được khen thưởng Goku, Ừ, ừ, có giúp một chút. Fleur cũng cúi xuống và hôn nó. Harmony trông thấy đúng là quậu thiệt tình. Nhưng mà vừa lúc đó giọng tăng âm pháp thuộc công Ludo Batman nổ bùng bên tai tụi nó khiến ai nấy đều giật mình nảy người lên. Đám đông đang trộn rộn trên khán đài chật im phắc. Thưa quý bà và quý ông, chúng tôi đã đạt được quyết định chung. Nữ thủ lĩnh người cá Marcus đã kể cho chúng tôi nghe chính xác câu chuyện xảy ra ở dưới đáy hồ và do đó chúng tôi quyết định cho điểm các quán quân như sau. Điểm cho trên 50 Trò Fleur de la Cour, mặc dù sử dụng xuất sắc bùa đầu bông bóng nhưng đã bị thủy quái tấn công khi trò đang đến gần mục tiêu để giải cứu con tin. Chúng tôi cho trò Fleur Delacour 25 điểm. Tiếng vỗ tay vang trên khán đài, Fleur lắc mái đầu lộng lẫy, nói một cách khó khăn. Tôi chỉ đáng bị zero điểm. Trò Cedric Diggory cũng dùng bùa đầu bong bóng và là người đầu tiên quay trở lại cùng với con tin, mặc dù trò bị lố hết một phút so với thời gian ấn định là một giờ. Tiếng hò reo gian dội từ bọn nhà Hufflepuff trong đám đông. Harry nhìn thấy Joe trao cho Cedric một cái nhìn rạng rỡ. Vì vậy chúng tôi thưởng cho trò Cedric Diggory 47 điểm. Trái tim Harry trùng xuống. Nếu mà Cedric lố giờ thì nó chắc chắn còn lố giờ nhiều hơn nữa, Trò Victor Krum dùng một hình thức biến hình không toàn dạng, tuy nhiên vẫn có hiệu quả và đã là người thứ hai trở về cùng con tin. Trò Krum được thưởng 40 điểm. Ông Kakarov vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt nhất, trông phách lối hết sức. Ông Batman tiếp tục. Trò Harry Potter dùng cỏ mang cá đạt hiệu quả tốt nhất. Trò Harry trở về sau cùng và lố quá thời gian ấn định là một giờ. Tuy nhiên, Nữ thủ lĩnh người cá Marcus báo cáo cho chúng tôi biết là trò Porter là người đầu tiên đến được chỗ các con tin và việc trò ấy trở về trẻ là do trò ấy quyết định giải cứu tất cả các con tin chứ không chỉ riêng cho một mình con tin của trò ấy. Cả Ron và Harmony đều quẳng cho Harry một cái nhìn nửa bực bội, nửa tội nghiệp. Và đây, ông Batman liếc ông Kakarov một cách kinh tởm. Hầu hết ban giám khảo cảm thấy là điều này chứng tỏ được nhân cách cao đẹp, và Harry xứng đáng được hưởng trọn số điểm. Tuy nhiên, điểm của trò Potter là 45 điểm. Bao tử Harry nhảy thoát lên một cái. Vậy là bây giờ nó đang dẫn đầu bảng cùng với Sirius. Ron và Hermione bị quá bất ngờ, chỉ còn biết trợn mắt ngó Harry rồi phá ra cười lớn và bắt đầu hè theo đám đông mà quang hô rần trời. Ron thét ác tiếng ồn của đám đông. Giỏi lắm Harry, Rốt cuộc bồ chẳng phải khờ khạo, bồ đã chứng tỏ được nhân cách tốt đẹp của bồ. Fleur cũng vỗ tay hết sức nồng nhiệt, nhưng Crum thì không được vui cho lắm. Anh ta cố gắng gợi chuyện với Harmony một lần nữa, nhưng cô bé còn mãi bận quan hô Harry nên chẳng để ý nghe. Ông Batman tiếp tục thông báo. Bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc hoàng hôn của ngày 24 tháng 6. Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi, Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ các quán quân. Vậy là xong. Khi bà Bonfrey bắt đầu lùa các quán quân và con tin về lâu đài để hông khô quần áo, Harry ngạc nhiên nghĩ, vậy là xong, nó đã qua truông, nó sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì cho đến ngày 24 tháng sau. Khi bước trở lên những bậc thềm đá để vào tòa lâu đài, Harry quyết định lần sau mà mình đi chơi làng Hogsmeade, mình sẽ mua cho Dobby một đôi giới cho mỗi ngày trong cả năm.